thầy xin chào các em Các em thân mến Hôm nay thầy rất vui khi được gặp các em Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em học môn tinh học lớp 5 Ở tiết trước các em đã được học bài câu lệnh lập lòng nhau Để ôn lại kiến thức cũ Thầy mời các em đến với câu hỏi phần khởi động nhé Câu 1 Thầy có câu lệnh repeat 3 Mở ngoặc vuông FD100 RT120 đóng ngoặc vuông rùa vẽ được hình gì? Thầy có 3 đáp án. A. Hình tam giác. B. Hình vuông. C. Hình lục giác. Thầy mời các em chọn. Và đáp án của thầy là đáp án A. Thầy xin chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy. Thầy có lời khen dành cho các em. Câu 2. Câu lệnh repeat 4. Mở ngoặc vuông Repeat 3, mở hoặc vuông, FD100, RT120, đóng hoặc vuông, RT90, đóng hoặc vuông. Rùa vẽ được hình nào dưới đây? Thầy cũng có 3 đáp án. Đáp án A, hình vuông lặp lại 4 lần. Đáp án B, hình tam giác lặp lại 4 lần. Đáp án C, hình lục giác lặp lại 4 lần. Thầy mời các em chọn. Và đáp án đúng của thầy là đáp án B thầy xin chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy thầy vừa mới ôn xong cho các em câu lệnh lập lòng nhau từ câu lệnh lập lòng nhau này các em có thể sử dụng nhiều lệnh để điều khiển chú rùa vẽ được những hình có họa tiết đơn giản vậy có cách nào chỉ cần gõ lệnh tam giác là rùa vẽ ngay cho mình hình tam giác không nhỉ các em đáp án là có đấy để giúp các em hiểu rõ hơn vấn đề này Thầy mời các em đến với nội dung bài học số 3 Thủ tục trong logo sách giáo khoa trang 90, 91, 92 và trang 93. Để học tốt cho tiết này, thầy cần các em chuẩn bị giúp thầy đầy đủ dụng cụ học tập như sách giáo khoa, bút, vở để ghi chép bài. Thầy có yêu cầu đối với tiết học hôm nay, khi ngồi học, các em cố gắng ngồi đúng tư thế trong suốt quá trình học. Chú ý lắng nghe, thầy giảng bài, chủ động ghi chép bài và thực hiện tốt các yêu cầu của thầy để tiết học của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng nhau bắt đầu tiết học nhé các em. Bài 3: Thủ tục trong logo. Mục tiêu của bài học hôm nay, thầy có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất: Hiểu được khái niệm cách viết và cách lưu lại thủ tục trong logo. Mục tiêu thứ hai, viết, lưu lại và sử dụng một thủ tục trong logo. Thầy mời các em đọc lại dùm thầy mục tiêu bài học. Để đạt được hai mục tiêu này, thầy cho chúng ta cùng nhau đến với nội dung từng hoạt động nhé các em. A, hoạt động cơ bản. Hoạt động 1, thủ tục là gì? Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó. Và đây cũng là khái niệm của bài học hôm nay. Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó, thầy mời các em đọc lại giúp thầy. Các em vừa tìm hiểu xong khái niệm của thủ tục, vậy cách viết và lưu lại thủ tục như thế nào? Thầy cho chúng ta cùng tìm hiểu nội dung hoạt động 2, cách viết và lưu lại thủ tục. Ở hoạt động 2 này, thầy mời các em quan sát video tạo thủ tục cho hình tam giác và cùng thầy rút ra nội dung cho bài học nhé. Bước 1, tại ô ngăn gõ lệnh commander, em gõ edit hoặc kép tam giác. Sau đó, nhấn phím enter. Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại editor. Tại đây các em sẽ thấy các lệnh có sẵn Thu tam giác và n. Bước 2. Gõ chèn các lệnh hình tam giác giữa Thu tam giác và n bằng câu lệnh repeat 3 mở ngoặc vuông fd 100 rt 120 đóng ngoặc vuông lại. Bước 3. Nhái chuột chọn File. Rồi chọn Sell and Exit để lưu thủ tục lại. Để kiểm tra kết quả thủ tục tam giác vừa mới tạo xong, các em chỉ cần gõ lệnh tam giác. Sau đó, nhấn phím Enter. Thế là ta đã được hình tam giác rồi đấy các em. Như vậy, thầy sẽ giúp các em hiểu rõ hơn từng bước. Bước 1. Tại ngăn gõ lệnh Commander, các em gõ Edit, mở hoặc kép, tam giác. Các em chú ý giúp thầy, tam giác là tên thủ tục. Tên thủ tục do học sinh tự đặt, viết liền, không giấu, có ít nhất một chữ cái. Đặt tên thủ tục sao cho gửi mở, dễ nhớ. Ở bước này khi các em gõ edit Mở hộp kép tam giác xong Thì các em nhấn phím enter Lúc này xuất hiện hộp thoại editor Ở hộp thoại editor này Các em sẽ thấy các lệnh có sẵn Thu tam giác và n. Bước 2 Các em sẽ gõ chen vào các lệnh vẽ hình tam giác Bước 3. Các em nhái chuột vào file rồi chọn Sell and Exit để lưu lại thủ tục. Để kiểm tra kết quả, tại ngăn gõ lệnh Commander, các em gõ tam giác và sau đó nhấn phím Enter. Thế là các em sẽ có một hình tam giác. Và đây cũng là kết quả của hoạt động này. Các em lưu ý giúp thầy cấu trúc thủ tục gồm gõ 3 phần. Đầu thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục. Đầu thủ tục tương ứng với lệnh to tam giác. Thân thủ tục sẽ tương ứng với các dòng lệnh liên quan đến hình mình muốn vẽ. Kết thúc thủ tục tương ứng với đây là N. Các bước viết và lưu thủ tục. Thầy mời các em đọc theo thầy. Bước 1 gõ lệnh edit hoặc kép tên thủ tục rồi nhấn enter. Bước 2, gõ các lệnh vẽ hình. Bước 3, nháy chuột chọn file rồi chọn save and exit. Thầy mời các em lặp lại. Như vậy, thầy vừa mới hướng dẫn các em xong các bước viết và lưu thủ tục. Để giúp các em khắc sâu hơn, thầy mời các em đến với nội dung hoạt động B, hoạt động thực hành. Điền các câu lệnh thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành thủ tục hình vuông, để vẽ hình vuông. Thầy có gợi ý. To. Thầy mời các em thực hiện giúp thầy. Và đáp án của thầy là 2. Hình vuông, Refit 4, Mở mặt vuông, FD100, RT90, Đóng mặt vuông và N. Thầy chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy. Thầy có lời khen dành cho các em. Thầy mời các em quan sát trên màn hình. Cũng tại ô ngăn gõ lệnh Commander, em gõ Edit, Hình vuông. Sau đó, nhấn phím Enter. Cũng tại hộp thoại Editor, các em thấy những các lệnh có sẵn, thu hình vuông và N. Bước 2, các em gõ chèn các câu lệnh vẽ hình vuông giữa thu hình vuông và N bằng câu lệnh là Repeat 4, FD100, RT90. Đóng hoặc vuông. Bước 3. Các em nhái chuột, chọn File, rồi chọn Sell and Exit để lưu lại thủ tục. Và để kiểm tra kết quả thủ tục của hình vuông vừa mới tạo xong, em gõ lệnh hình vuông tại ô ngăn gõ lệnh Commander, sau đó nhấn phím Enter, chúng ta sẽ được một hình vuông như thế này. C. Hoạt động ứng dụng mở rộng. Ở nhà các em hãy thực hiện hai yêu cầu sau giúp thầy. Yêu cầu thứ nhất, sử dụng câu lệnh lập viết thủ tục hình chữ nhật để vẽ hình chữ nhật. Yêu cầu thứ hai, gõ lệnh hình chữ nhật để thực hiện thủ tục hình chữ nhật vừa viết trên máy tính. Nhằm để hệ thống lại tất cả các kiến thức tiết học hôm nay, thầy trò chúng ta đến với hoạt động củng cố nhé các em. Câu 1, để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, em sử dụng lệnh nào? A edit hoặc kép tên thủ tục B exit hoặc kép tên thủ tục C sell hoặc kép tên thủ tục Thầy mời các em chọn Và đáp án đúng của thầy là đáp án A Thầy xin chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy Thầy có lời khen dành cho các em Câu 2 Quy tắc khi đặt tên thủ tục là gì? A. Quyết liền không giấu B có ít nhất một chữ cái C, cả A và B đúng Thầy mời các em chọn Và đáp án của thầy là Đáp án C, cả A và B đúng Thầy xin chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy Còn các bạn thực hiện chưa đúng Thì các em cố gắng cho các câu hỏi sau nhé Câu 3 Những từ nào sau đây được sử dụng trong mỗi thủ tục A. To và n đáp án b to và file đáp án c to và sell thầy mời các em chọn và đáp án đúng của thầy là to và n thầy chúc mừng các bạn có cùng đáp án với thầy thầy có lời khen dành cho các em câu 4. một thủ tục trong logo gồm có mấy phần Thầy có 3 đáp án. A. 2 phần. B. 3 phần. C. 4 phần. Thầy xin mời các em chọn. Và đáp án đúng của thầy là đáp án B. Một thủ tục trong logo gồm có 3 phần nhé các em. Vậy, em cần ghi nhớ gì ở bài học hôm nay? Thứ nhất, để mở cửa sổ soạn thảo thủ tục, ta dùng câu lệnh Edit hoặc kép tên thủ tục ghi nhớ thứ hai, một thủ tục gồm có ba phần: đầu thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục. Đầu thủ tục tương ứng với lệnh thu và tên thủ tục, thân thủ tục tương ứng với các câu lệnh trong thân thủ tục, kết thúc thủ tục tương ứng với lệnh end. Các em hãy nhớ giúp thầy nhé. Nhiệm vụ học tập ở nhà, các em xem lại nội dung của bài học thuộc lòng nội dung em cần ghi nhớ. Xem trước giúp thầy bài 4, thủ tục trong logo tiếp theo để học tốt tiết sau nhé các em. Thế là thầy trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học hôm nay. Thầy chúc các em luôn học tốt, chăm ngoan, học giỏi. Thầy chào các em.